Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết SQM ADX 125/2023 ra mắt hạ bệ mọi đối thủ với trang bị phục tàng hình. ADX 125/2023, một cái dòng tay ga đến từ Hy Lạp do thương hiệu nổi tiếng SQM sản xuất và phân phối, đang gây ấn tượng mạnh với người tiêu dùng nhờ vào kiểu dáng bề bệ và hoành tráng. Chưa dừng ở đó, ADX 125/2023 nó còn độc quyền số chứng minh trang bị phục tàng hình hiếm thấy trên các thủ trong cùng phân khúc. ADX 125/2023 được SQM định hướng phong cách lập tay ga adventure phổ biến trên thị trường thế giới tới tận này, với những trang bị đặc trưng như kính chắn gió, phục hành trình dài, khung trầm cao ráo v.v. phù hợp cho người chủ có những cái trải nghiệm là vượt đi hình xấu một cách tối ưu nhất. Tuy nhiên thì ADX 125/2023 vẫn là hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển ở trên đường trường với kiểu dáng kinh mộc và một cái kính chắn gió cao. Cái mẫu xe mới chắc chắn sẽ tạo ra rất nhiều ấn tượng sôi động cho nhiều anh em đang theo dõi cái chiếc xe hôm nay, với cái phần thiết kế đèn lái lẫn đèn hậu vô cùng sắc sảo, rất là thể thao, chẳng thua kém gì những dòng lập phân có lớn cao cấp đắt đỏ. Chúng hoàn toàn có thể đáp ứng tốt nhiệm vụ chiếu sáng và thông báo tín hiệu. Riêng cái tính năng báo rẽ do 4 cái quả xi nhanh trước và sau đảm nhận. Trang bị trên cái chiếc ADX 125/2023 nó cũng hoàn toàn không phải là dạng vừa, với những công nghệ cao cấp và tiên tiến như màn hình là LCD tiếp ti sắc nét đẹp mắt, có lối hiển thị và bố trí thông tin hợp lý với những cái mục quan trọng đều tọa lạc ở những nơi đắc địa với kích cỡ là to dễ nhìn. ADX 125/2023 nó cũng dùng chìa khóa smart key thực hiện quá trình khởi động xe. Cái bên là cổng jack USB đi kèm với cái không gian cốp cũng khá rộng rãi để chứa những cái vật dụng như điện thoại trong lúc sạc. Cái mẫu xe này tận dụng cho mình cái cốp chứa đồ cũng tương đối rộng, có thể chứa được mũ hiểm là full face mà không cần bị cả cấn khi đóng lại. ADX 125/2023 cho SQM trang bị hệ thống thắng đĩa trước và sau kết hợp với phanh ABS 2 kinh để giảm thiểu rủi ro khi bóp cứng phanh, giảm gia tốc, tăng cái tính an toàn trong quá trình vận hành. Đồng thời kết khi mà traction control, viết tắt là CBS, chống trượt bánh sau khi di chuyển ở những địa hình chân trượt. ADX 125/2023 hoàn toàn không giống những dòng tay ga khác với hệ thống giảm sốc sau chủ yếu là cái phục đôi hay cái phục đơn đập bên. Trái lại chiếc xe mang cho mình cái phục sau là monoshock giống như các dòng xe con tay và có thể nằm nghiêng, tối ưu hóa cái khả năng giảm sốc. Đối với người nhìn quan sát tổng thể chiếc xe, do phục nằm ở vị trí rất kín đáo, trông nó y hệt như đang từng tàng hình. Về mặt động cơ, cái chiếc là ADX 125/2023 em ấy mang cho mình dung tích động cơ 125cc tản nhiệt bằng dung dịch, có thể tạo ra công suất là 12 hp, đặt ở ngưỡng tung máy là 7.500 vòng/phút, trong khi mô men sức cực đạt là 11.5 Nm, tại ngưỡng tung máy là 7.000 vòng/phút. SQM ADX 125/2023 hiện đang được phân phối thị trường Ấn Độ với mức giá bán như sau: rơi vào khoảng là 3.595 euro, đó ra tiền Việt nó tương đương là gần 91 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để kế tiếp nhớ like, share, subscribe.